là farm với Lee Sin của mình hay là anh ta sẽ chủ động tấn công. Nên nhớ là Lee Sin ở thời điểm hiện tại cũng không còn là một con bài mạnh giai đoạn đầu và yếu giai đoạn cuối nữa. Mà cái sức mạnh của Lee Sin với sẽ làm gì đây? Anh ta có được cấp độ nào? Anh ta lao vào combat chỉ có cấp độ 3 mà thôi. Nhưng cái đi chọn đá vào người của Zero. Và Zero bùng tốc biến ở trong tình huống này. Zero gần như không mất máu. Vừa rồi thì Raw anh ta cũng hơi lưỡng lự chuẩn bị tung ra cú kéo, nhưng bây giờ thì kéo là hơi muộn màng rồi, dù sát thương là chính người đâm xuống đầu tiên là Zero. Combo này. Rồi, như vậy là đổi vòng rừng đến từ cả hai bên, Rattle can thiệp vào, có luôn cho mình sự xuất hiện đến từ Amen, bật luôn cho mình chiêu cố sóng bâm thẳng lô, Awo ánh cước lao vào, Rattle đang bị làm mềm, Rattle bung xương lam ra, nhưng Rattle không làm gì được nữa cả, chiến công cho con Aatrox của Amen. Thì roster họ mới có cơ sở để giao tranh tiếp tục. Ro có một cú kéo nhưng đáng tiếc là nó không trúng vào vị trí của Zero. Kennedy đi tìm góc để vào, anh ta sẵn sàng chiếc cú đá. Góc biến lên đến từ Ro. Acrobat bấm đồng hồ outplay. Hết đồng hồ này đi sao? Một cú đá lại ba người đến từ Kennedy và ta lao vào. Acrobat nằm xuống. Luna vẫn đang bắn nhưng đối phương có tới tận 4 người. Zero vẫn đang cố gắng chạy về. Eren đã tới với một cú khép góc tuyệt vời. Luna đang không có cách để về. Luna hết rút lông rồi. Sau cái lúc đầu này thì chắc chắn Luna nằm xuống. Double kill dành cho Eren với con Vladimir của ta ở khu vực đường giữa thì sao? Có đánh nhau, người đang được chọn là Do đang bị bổ một trúng, bổ hai trúng, bổ ba cũng trúng luôn, và Eme thật sự quá nhiều sát thương với con Aatrox này. Reto bây giờ mới bung xe chỉ ra nhưng nó không có sát thương, và G2B đang dần quay trở lại với nhiệt kiểm soát ở những mục tiêu lớn. Rõ ràng khi biết khoan đã, chúng ta cùng xem pha thi đấu này ra tay. Anh ta đánh nạt tông nộ để lao sang bên kia hàng rồng. Anh ta muốn làm con mắt để cho những người đồng đội của mình có thể theo dõi được tiến độ hàng rồng bên phía của đối phương. Nhưng nên nhớ họ không có đồ ở trong pha thi đấu này, và G2B sẽ rất dễ dàng để có thể kiểm soát hàng rồng nước. Sau đó quay lại tấn công vào đội hình của bên phía KTL Sawai. Rò bị dồn sát thương, anh ta không còn mana nữa. Anh ta đã bị cắt bởi Ratel. Ratel chưa cắt được vào người của đồ. Xin lỗi các bạn, Rò dính một thủ đủ đổ nhưng ta vẫn chưa chết. Eme càng bớt, Eme tóc biến lên, vị kiếm đắc kinh của ta trong góc hẹp và dính rất nhiều người. Và một lần nữa thì Luna đã phải lên bàn điểm số ở trong bàn thi đấu này. Của KT Roster đặc biệt hơn là con Gwen của Reto, anh ta khá là anh ta không tính được cái lượng sát thương lên người của Eme. Và bây giờ đây sóng âm lại trúng đến từ KD, bắt đầu có những tình huống cấu máu trước, làm mềm ra đá thành công dứt điểm vào, và KD làm mềm và anh ta bốc hơi đi được vị trí của Reto. Eren đã tới, anh ta đẩy lui được Zero, đang phải cố gắng co cụm lại với nhau. Luna là người biểu thăm ra trước, thương lên người của ta vẫn đang là có, nhưng bây giờ thì đã có Mega đường giữa và kéo thành công đến từ Draw, và có một cú đá hất tung được 4 người tuyệt vời đến từ cái thủy lôi tầm nhiệt. Và KT Roster họ đang chạy, họ đang tan vỡ, đô nằm xuống và khai Mega cho G2B. Và bây giờ thì G2B sẽ về, họ được cường hóa rất nhiều sát thương. Draw đã muốn phát động tấn công, ta sử dụng thủy lôi tầm nhiệt vào người của Zero. Bên phía bên kia thì đô có một góc vào cũng khá đẹp, nhưng ta quá đơn độc và đô đã mất tốc biến, mất luôn cả đồng hồ cát và không còn tài nguyên giao tranh để giúp cho anh ta có thể sống sót. Đội hình của G2B bây giờ đang có lợi thế lớn khi họ hạ gục được người đi đường bên phía của đối phương. Ratel thì vẫn đang phải sử dụng những cú xe chỉ luồng kiêu của mình, hy vọng cấu máu đối thủ. Và G2B đang tràn vào nhà chính của đối phương với trụ Mega ở khu vực đường trên. Họ có ba cửa, Eme đẩy thẳng vào và từ từ Luna bị đá, Luna thấp máu, Luna phải lui về. Một cú hất tuyệt vời đến từ Draw, một cú cung sát cũng tốt đến từ vị trí Golden Kai và đang lao vào đến từ G2B. Họ đang muốn đánh nhà, chắc chắn là như vậy. 1-0 cho G2B. Chọn luôn một vị tướng đặt rất nặng về khả năng kiểm soát và khả năng thắng đường đến từ con Zyra này, thì đây có lẽ như cũng sẽ là một cái công cụ rất khó. Nhưng tôi nghĩ nếu như tôi quay trở lại vấn đề vừa rồi thì cho đến khi nào mà có ngưỡng sức mạnh thì thôi. Và bây giờ có muốn tấn công trước, người được chọn là hình như đến từ con Zyra của Acrobat, và đúng như tôi nói, chiến công đầu đã có cho G2B. Và Zero quyết định tốc biến lên nhưng anh ta đánh vào lính, và Golden Kai vẫn còn sống. Golden Kai chỉ cần một tình huống mưa tên và chắc chắn double kill đã có, à không, chính xác hơn đó là hai điểm hạ gục chia đều cho Raw và Golden. Bạn lựa chọn Zyra có nghĩ rằng là bạn đang muốn kiểm soát, nhưng khoan đã, đường trên có đánh trong, người đang được chọn để găng là Reto, và ta đang bị dính đi rất nhiều sát thương và ta cố gắng để chạy nhưng ta chạy vào phần trụ của đối phương. Em mới hồi phục được một lượng máu là tốt, và chắc chắn chiến công đã có dành cho Lee Sin của Kennedy. Đô đã tới nhưng ta không làm gì được cả, bật luôn thần cá sấu đến từ Eme. Anh ta vẫn cố gắng quay trở lại sát thương, sóng âm chính xác. Kennedy đang chờ nhịp để lao vào nhưng Kennedy không còn nhiều máu nữa. Eme làm trái thành công, lao thẳng vào và điểm chiến công double kill cho Kennedy. Quá đen dành cho Đô, anh ta không có công cụ gì để đánh nhau cả. Kennedy bắt đầu có những tình huống di chuyển thẳng vào, anh ta có nổ lông cước nên nhớ điều đó. Sóng âm chính xác, hất tung được cả ba người và một cú đá tuyệt vời như tôi nói. Combo combo bổ kinect và nổ lông cước, và G2B băng trụ hoàn hảo với không một điểm hạ gục nào nằm xuống. Rồng bắt đầu có, rồi lao thẳng vào combo. Người đang bị giữ chân là Acrobat, bắt đầu bắn vào đến từ Luna. Nhưng anh ta không có sát thương nào cả, và tôi cho ta bắn tới ngày mai cũng được. Eme đã tới, buộc phải bung lông ra, nhưng ta bắt buộc phải ao giao tranh thôi. Eme đã tới rồi, thì G2B làm gì cũng có thể thắng được cả. Khi bây giờ thì
thậm chí Luna cũng nằm xuống. Kiri đang tìm góc để vào và ta đang cố gắng cô lập được Acrobat và Serota. Tobi đi tiếp cận và Acrobat bị dính cho mình cú đá, bị dính cho mình sau 30 không. Câu trả lời là không, nhưng bây giờ đường về của ta cũng là rất khó khăn đến từ cả Acrobat và Sero khi mà Ember đang truy đuổi, và chắc chắn là 9-0 cho G2B. 9-0 dành cho G2B sau gần 6 phút thi đấu và tấn công ở khu vực hàng rồng vừa rồi. Chúng ta có thể thấy là G2B đang đánh rất mạnh mẽ như thế nào giai đoạn này. Tiếp tục lâu pha và Kitty White đánh vào vần rừng bên phía đối phương, và chắc chắn đó là quyết định sai lầm. Ngay lập tức G2B trả đòn và đôi sau khi tung ra tô thư của mình, anh ta bắt vào bên bùng tốc biến được có thể bỏ chạy. Rồi chuyển mục tiêu truy đuổi vị trí của Rô gần hết máu. Đồ gần hết máu và anh ta đã bắt buộc phải sử dụng đuôi dây móc của mình để rắc sang bên kia bờ tường. Nhưng KD vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, anh ta vẫn đang muốn truy đuổi. Nhưng phát hiện thấy Zero cùng với Acrobat đây, KD đang vòng về. Rattel chặn đầu, Rattel sử dụng quyền kia đó kia là Kato. Thức thứ 3 trúng đến hai người, nhưng sát thương vẫn là hơi hạn chế. Nhưng bây giờ thì người đi đường KD của C2B là anh ta đã số rồi. Golden Kai thì vẫn đang được bắn, anh ta hạ gục được một người. Nhưng anh ta đang phải chống chịu sát thương đến từ hai người khác trên Tiro Star White. Golden Kai vẫn đang trả sát thương. Golden Kai! Golden Kai đã chấm dứt cái màn hạ gục của đồ. Eren cũng đã cố gắng hỗ trợ Golden Kai, nhưng bây giờ không còn Golden Kai nữa. Luna đã đến kịp để có thể lấy đi những màn hạ gục đó. Ta chuyển mũi tấn công của mình xuống khu vực đường dưới và anh ta lấy được trụ hai của mình đường rồng thành công. Rồi, Ro bắt đầu mở vào, người đang bị giữ chân lại là Eme không còn chiến binh tận thế nên nhớ điều đó. Ta bị chính xác thương và sau một chính xác lao thẳng và chính xác là điểm ba gục. Và nói đúng ở gần khu vực đường rồng. Cái Tiro Sawai không làm như vậy, không muốn farm hơn. Nhưng đồ có thể sẽ bị kẹt lại ở đây. Anh ta vẫn có đuôi dây móc, anh ta thắt sang bên kia bờ tường như Eren đang truy đuổi. Một cú tuyệt chiêu máu. Và sau đó là kết thúc cái màn hạ gục của đồ. Và câu Baron này nhiều khả năng sẽ thuộc về cho C2B khi mà và cả ở khu vực đường dưới nữa. Chỉ với một pha di chuyển cắm mắt phá mắt đến từ đồ mà KT Roster đang phải trả một cái giá quá đắt. Luna tìm kiếm được vào người của Eme, tấn công vào Eme, hất tung được Eme và chắc chắn Eme gục ngã. Chiến công tiếp theo dành cho Luna, nhưng liệu rằng họ có cú lực phán đấu này hay không đây? Chờ, Zero đang tiến ra đây để có thể chiếm bộ. Zero rất cẩn thận nhưng Raw tiếp tục có một tình huống thi đấu chủ động và họ tấn công vào người của Zero. Nhưng bây giờ Raw dính một cú xuyên xích địa ngục và anh ta đang dính thêm một tình huống quá chân lên từ vị trí của Rajara nữa. Nhưng bên phía bên kia thì Luna cũng đã phải mất đi bảo tôn ở dậy của mình rồi. Lính đã bắt đầu tràn vào và cái trụ này sẽ thuộc về cho G2B. Còn Luna thì cũng đã mất đi. KD liên tiếp có những pha nhảy múa ao dựa với con Lee Sin của mình. G2B vẫn còn 5 người. Trong khi đó thì KD Roster White chỉ còn lại 3 người mà thôi. Thì họ chắc chắn sẵn sàng dùng Baron để ép giao tranh. KD lại đứng cao. KD bị hỏi thăm. KD bị dính tổn thương. KD bấm cho mình cái đồng hồ. À không, anh ta mất kia mình cái giáp thiên thần. Và Reto đã tới. Luna lại một lần nằm xuống. Reto bắt đầu bổ vào. Nhưng ta quá thiếu sát thương và đang cô cộng lại giữa cả 4 người của G2B Eme. Và hai điểm hạ gục đã có. Eme thì phá nhà. Tổ ở cánh đường dưới khi mà những đợt lính được Eme đẩy quá cao và sẽ là cơ hội. Đó sẽ là khoảng trống để cho G2B có thể lấy nốt trụ Mega còn lại của đối phương. Rồi trụ Mega khu vực đường trên, thiên tạch cũng đang được thả ra khu vực đường giữa và sẽ là ba cổng dành cho G2B. Trước đó thì thêm một màn hạ gục nữa và G2B đã có thể end game 2-0 dành cho đội tuyển đến từ Philippines. Quân ta. Chính xác. Đây là một lối cấm chọn rất old school đến từ EDG. Rất lâu rồi chúng ta mới thấy cặp đôi Senna cùng với Nasus quay trở lại trong một trận thi đấu chuyên nghiệp của Liga. Đó thì không phải 1-1 cũng chưa ăn xong thành công của bộ đỏ. Thì nói cách khác là vòng rừng của không phải 1-1 vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây là tình huống tấn công của G2B khu vực đường dưới. Và Alon đang là mục tiêu được chọn. Alon bị dồn sát thương, Alon mất tốc biến rồi, ta trả sát thương. Và Golden Kai mới là người gục ở trong pha thi đấu này. KG của Kipest Gaming làm gọi tất cả những người trên đường trên khác đến từ khu vực NPC và bây giờ có luôn cho mình chiêu cú đến từ Sảo Trang. Eme cố gắng để lui về, anh ta không có thần cá sấu, chỉ mới cấp độ 4 nhưng đây là một pha băng trụ hơi fail một tí. Bây giờ thì có cấp độ 5 nhảy lên bật cho mình chiêu cuối ra. Du cũng đã tới, dùng tối hậu thư ra chắc chắn để mà gục rất. Một pha trao đổi lời dành cho EDG. Thậm chí là Rần mất tấm biến mà không đổi được gì trong tình huống thi đấu này. Trong khi đó là người bị tấn công ở khu vực đường dưới, nhưng anh ta đã có thể thoát đi. Golden Kai vẫn cố gắng để có thể đặt vào khu vực và anh ta làm được điều đó. Nhưng bây giờ Golden Kai bị kiệt sức và ta đang bị bắn mơ lên. Golden Kai trả lại một cú quýnh sáng. Alon tiếp tục có được một điểm hạ gục nữa và theo sau đó đó sẽ là draw. Dù cũng đã đến, 0711 cũng đã đến. Và điểm hạ gục lần này nằm trong tay của Dù. Nếu như mà thi đấu một cách lỗi thì G2B có thể họ sẽ mất trắng tay. Alon đã tới, Langui cũng tới, Sao Trang bật cho mình chưa cứu ra. Anh ta bắt đầu bổ, bắt đầu câu giờ. Alon cũng đã tới, ràng buộc sẵn sàng. Nó giữ chân được Ro, Ro bắt buộc phải ở lại mà thôi. KD quay ngược trở lại trả sát thương. Một cú thiên thạch là tốt, vẫn là Sao Trang. Anh ta không mất bất kỳ giọt máu nào cả. Và G2B đang phải ôm nhau để về. Ro bị ràng buộc thêm một lần nữa và Ro nằm xuống để mà cùng cho Langui. Và Sao Trang tiếp tục tìm vào KD. KD thấp máu, KD lui về và quá lời cho Edward Gaming rồi. Đã đến với Sao Trang và EDG có pha phản công tuyệt vời.
thời đến từ những nỗ lực của Xiao Chang cùng với hai người đồng đội. Nhưng bây giờ là Eren đến, anh ta đã bay múa với con Akali của mình. Nhưng Eren đang hơi đơn độc. Sau khi hết bom khói thì Eren còn gì đây? Một cú ràng buộc rất nhạy cảm đến từ Orlon không chế lại được Eren. Bây giờ Eren không thể về được. Và theo đó là cả Eme nữa. Xiao Chang đang quá lực với con Aatrox của anh ta. Độ so với Yu, nhưng không phải một bóng anh ta tìm được mục tiêu khác. Đó là KD, người đi rừng bên phía của đối phương. Và giao tranh nổ ra rất dữ dội. Không phải một mộp đang bị tấn công vào, không phải một mộp đã bị hạ gục rồi. KD đang tìm góc, Eme có dạng thần cả sầu. Nhưng Lagui đang càng lên rất mạnh mẽ và Yu cũng là như thế. Và đặc biệt là có cả Xiao Chang ở đây nữa. Ta có dạng chiến binh tâm thế của mình. Tiếp tục là những cuộc quyền đặt kim rất chất lượng đến từ vị trí của Xiao Chang. Xiao Chang bị kiệt sức, bắt buộc phải tốc biến đi. Gurdekai đang được bắn, Gurdekai chưa hạ gục được Xiao Chang. Nhưng toàn thể đội hình của anh của cái mình đang yếu máu. Nhưng Yu vẫn đang quyết định ở lại. Anh ta đang nhận thấy cơ hội để muốn hạ gục người đi đường bên phía của đối phương. Nhưng KD cũng đã rất tỉnh táo trong tình huống này. Rồi cần phải cẩn thận. Nhưng rồi vừa mới có một cú phóng mỏ neo gần như là tự sát, anh ta phóng mỏ neo vào tường. Lá Gui cùng với không phải một cùng với Alon đang truy đuổi. Và Ro đã phải bùng ra tốc chiến rồi. Vẫn đến Kai đang trả sát thương để cho người đồng đội của mình có thể về. Nhưng Xảo Trang đã tới và Ro hy sinh. Eme đến quá trễ với dạng thần ca sấu của mình và ta thậm chí bị dính ràng buộc. Và tiếp tục là Yu lao vào bên cú tối ưu thư. Eme đã kịp tốc biến sang bên kia bờ tường. Xảo Trang tiếp tục có những cú bộ quy kiếm đắc kia là quá chất lượng. Mà cục lần này thuộc về cho Alon. Làm trọng được KD. KD không có cách nào để về cả. KD bị bổ bởi Lan Gui và Xảo Trang. Và thêm cả một cú chi cuối nữa. Xảo Trang đang cô lập được, đó là con Akali của Eren. Hết cái bóng khói thì ta lùi về, nhưng có một cú ràng buộc được hai người tuyệt vời băng trụ không mất ai cả. Và Edward Gaming hủy diệt hoàn toàn G2B ở trụ hai của họ và chạy thẳng ra con rồng khi nó đã được hồi sinh ra. Dài với Senna, với Nasus, chưa kể là một con Aatrox nữa. Và bây giờ thì Eren bắt đầu tìm kiếm vào Yu. Yu bị hỏi thăm, Yu bật tối ảo thư ra. Yu vẫn về được hay không, đây câu trả lời là có. Anh ta vẫn đang tìm kiếm vào người của Eren và không được rồi. Yu nằm xuống, nhưng bây giờ thì EDG họ đã tới. Edward Gaming đang muốn phản tấn công. Ro là người bị làm mềm. Anh ta mất quá nhiều thứ rồi. Và họ tìm được một người, họ tìm được hai người khi mà Eren đứng trong bụi và ta gục là tốt. Và Edward Gaming đang muốn lấy trụ. Có luôn một cú cầu cộng đến từ con KD, nhưng sát thương quá thiếu. Con đền cây bị dính ràng buộc. Alone lắc lao lên và chắc chắn Alone hạ gục được vị trí của Golden cho EDG. Và bây giờ thì họ tràn thẳng vào nhà chính ở phía của đối phương. KD chỉ có thể chạy mà thôi. Còn sống một cộng gia tốc không dọn được con lính nào cả. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho EDC trong ván thi đấu thứ nhất. Rõ ràng là họ có một cái giai đoạn cấm chọn cách rất ok và rất chính xác nha. Chính xác, con Olaf với chiêu cuối của mình sẽ có thể hóa giải được tất cả. Còn khoảng chừng một phút nữa, kể cả đó là con sứ giả. Rồi dây được gọi ra, người đen bị giữ chân là Golden Cat tốc biến đi để né khỏi cú ràng buộc nhưng vẫn bị dính đi. Có luôn đại băng tiễn ra, nó trúng vào Yu. Và KD đã tới, Eren cũng đã tới. Sát thương quá nhiều và Yu vẫn đang về được. Eren chỉ còn một hit đánh tay nữa, chắc chắn chiến công cho đường giữa của G2B và Attack. Kai đang gần như là không có sát thương để bắn trả và làm vui cùng với Elon. Bây giờ thì KD đến, KD lao rất nhanh, ràng buộc để bắn ngược trở lại. Và Golden Cat đã hy sinh. Sát thương của Alon cũng như là khả năng hồi phục của ta là không thể xem thường được. Hắn đang làm choáng nhưng vẫn đang là lời cho G2B khi máu họ nhiều hơn. Langu lao thẳng vào, anh ta giữ chưa được hai người. Có luôn cho mình chiêu cố đến từ Yu. Yu cắt được vào Eren. Eren quay ngược trở lại giao tranh và Yu không còn nhiều máu nữa. Anh ta hết sát thương rồi. G2B vẫn đang muốn chạy lên, hắc ám soi rọi nhưng không có sát thương. Alon out giao tranh. Xảo Trang đã tới nhưng chỉ cứu cho các kéo. Cái võ người hủy diệt sẵn sàng ở ngay kế bên anh ta. Nhưng EDG đang muốn đánh nhau. Họ chọn mục tiêu dễ hơn là con Sona của Ro. Ro nằm xuống và để một gánh ngay trong tay của Alon. Trên ở giai đoạn giữa, Xảo Trang sẽ có thể một lần nữa gánh được tiền của ta trong quân ta. Gurdekai có một pha đi lỗi và ta ngay lập tức phải hy sinh. Và KD bây giờ mới đến, nhưng ta đang muốn trả đòn. Bóng ma kỵ sĩ được bật lên, làng gùi hơi trâu, không bảy một một cũng rất trâu. Và bây giờ thì Yu đến, Xảo Trang cũng đến. EDG muốn trả đang muốn về không đây, hình như là vẫn chưa được. Hai bên đang muốn đánh nhau. EDG băng trụ, có đại băng tiện làm cháy được Xảo Trang. Và G2B phản công với một cú khúc cao trào tuyệt vời của Ro. EV đã tới, Golden Kai cũng đã tới. Hai bên nhắc chắc chắn chắc chiếu nhau. Olaf của 0711 nằm xuống. Xảo Trang cố gắng cù cưa, về được gọi ra, hất trung được ba người, trong đó có cả vị trí Golden Kai. Golden Kai tiếp tục thả nhiều. Alon túc biến qua, hạ gục được vị trí của Eren thành công. Alon vẫn đang kiếm góc và làm trói chân được Golden Kai với cú ràng buộc. Và thậm chí bây giờ G2B mới là người lấy được cho mình cái trụ không được trên. Nếu như đã hồi rồi thì đó mới là lúc mà EDG nên phát động một pha giao tranh để có thể tranh chấp con rồng này bên phía đối thủ. Nhưng Eren tiếp tục có pha đi lỗi e chang này. Eren dính ràng buộc và sau đó là hỏa dương hiệu triệu được Lan Gui kích hoạt. G2B đã biết Lan Gui không còn hỏa dương hiệu triệu nữa. G2B phát động tấn công, chỉ một phần Eme dính ràng buộc mà thôi. Anh ta tung ra tối ưu thư của mình vào đầu của Lan Gui và Lan Gui hy sinh. Và người thứ hai sẽ là ai đây? Đó chính là Yu. Yu không thể còn quay được quá lâu và hai mà hai gục được G2B lấy đi. Đây sẽ là tiền đề để họ cách rất thường xuyên. Eren đang bắt đầu di chuyển và anh ta mất cú lướt. Lại là Eren, anh ta bị tốc biến thì bỏ chạy. Tốc biến qua tường nhưng vẫn bị tìm kiếm.
lại là sai lầm cá nhân đến từ G2B và lần này có thể làm tốt, nhưng cái giai đoạn này họ cũng cần phải làm tốt như vậy. Và bây giờ là pha mở giao tranh đến từ vị trí của em ấy. Hỏa Dương hiệp trợ được kích hoạt nhưng không hút được về. Các thành viên của DC đang yêu màu, chỉ còn Alone là có nhiều màu nhất mà thôi. Khả năng hồi phục của anh ta cũng rất ấn tượng, và là người có thể sẽ xong. Và Sáu Trang cũng đã tới, Sáu Trang có chiến binh tập thể, một cuộc chiến đặc trưng ba người. Sáu Trang đang càng vào, nhưng bây giờ Sáu Trang hết máu rồi, anh ta đơn độc, anh ta bấm đồng hồ cao, anh ta bấm tốc biến, bấm cả hai tài nguyên giao tranh đi, vòng thoát khỏi giao tranh và Sáu Trang sẽ sống cấp khu vực được giữa. Rồi bây giờ thì Tobi họ đang đi chung lại 5 người, 071 bật chiếu cố lên cho ta, không có công cụ gì để vào cả, ta mất máu quá nhanh. Sáu Trang cũng đang tìm góc để vào, nhưng xung quanh thì sao, Yu lao thẳng vào với chiêu cuối, anh ta cố gắng bấm đồng hồ cầu giờ, nhưng đội hình của Tobi đang cố gắng đứng chung lại với nhau để không cho Yu được chơi game, và Yu gục ngã. G2B toàn thắng trong pha vừa rồi và họ chạy bị dính đại băng tiễn, bị hỏi thăm, bấm đồng hồ cầu giờ. G2B đang muốn chạy lên, họ tìm vào Alone tốc biến đi bỏ chạy, và KD lao thẳng vào, 0711 gục ngã, và đội hình của vị trí của EDG đang tan vỡ. KD giữ chân được một người nữa, đó là Langui, tiếp tục là hai điểm hạ gục cho G2B. Và đấu này họ đang làm điều đó, họ đẩy vào đường dưới và họ có luôn Team Mega, hai cửa đã có, và họ đang muốn đánh nhau với 5 người. Khả năng phá công trình với hai xạ thủ là cực kỳ tốt, một đều cho G2B. Mất đường giữa anh Việt à, Yasuo đối đầu với đó là Akali của Eren đến từ đội hình của G2B. Và câu trả lời của G2B nằm trong tay của Draw là một dưới. Người bị kéo lại là Draw. Draw tốc biến để giữ chân được Alone. Alone bị làm mệt, Alone nằm xuống, chiến công đầu cho G2B. Và Golden Kai vẫn đang cố gắng thả diều giữ vị trí là tốt. Double kill cho Golden Kai. Double thì mặc dù chưa có cấp độ 5, chưa có chiêu cuối, nhưng anh ta vẫn còn đó cái tốc biến. Anh ta cũng rất tinh tế sử dụng cái tốc biến ở nhịp mà anh ta đã có được tử kiếm lần thứ 3. Và khi mà anh ta bung ra những tài nguyên giao tranh đó thì anh ta sẽ có thể dễ dàng về được. Còn khu vực đường dưới tiếp tục là thế đè đầu cưỡi cổ đến từ Golden Kai của Eren trước đối phương. Nhưng lần này thì Eren có pha đại một chính xác. Thì có lẽ là G2B cũng nên chấn chỉnh lại cái cách mà họ dùng sát thương ở trong pha thi đấu vừa rồi. Họ dùng sát thương vào người của Langui. Tiếp tục là pha tấn công của G2B của bên đường dưới. Cùng ánh sáng bắn trúng hai người. Alone tiếp tục là một chiến lược chọn. Và Alone sẽ phải lên bàn điểm số. Theo sau đó sẽ là Rò. Tiếp tục là pha tấn xin lỗi các bạn. Theo sau đó sẽ là Langui. Draw thì cũng đã phải là có rất nhiều người ở đây, nhưng có vẻ như Edward Gaming cũng đang muốn tranh chấp. Nhưng Sáu Trang bây giờ là người được chọn, ta có dạng chiến binh tận thế của mình như Cuckoo ánh sáng đỏ là quá đẹp đến từ vị trí của Golden Kai, rất đẹp đến từ vị trí của KD. Bây giờ 0711 mới đến, anh ta lao lên một cú cào không quá nhiều sát thương. Draw tốc biến đi, phía bên này thì Yu cũng đã tới, chỉ có thể dựng ra từng gió mà thôi. Draw làm gì ở đây, những người đồng đội của anh ta đã lùi về rồi, nhưng Draw anh ta lại làm gì ở đây? Và Rò làm mạng phải hy sinh ở trong pha thi đấu này. Rất bị động đó từ EDG, và họ vẫn đang muốn dựa trên khả năng mở. Và người đang lao vào đó là Rò, đoạt mệnh được hai người trong đó. Cơ lên một lần nữa, cùng mạnh sản cả lên gục ngã. Và G2B đang muốn tràn lên, Langui đang không được chơi. Và đó là cả con Yasuo của Yu nữa. Anh ta có lốc, anh ta lao vào, anh ta không bắt tung được ai. Và anh ta không dùng được trăng trối, khi đó là double kill cho Golden Kai. Sát của G2B bây giờ đang là lớn hơn đối phương rất nhiều nữa. Họ có được trụ đường giữa chống lưng, và họ có một con Leona rất sông sáo đến từ vị trí của Draw. Nhưng bây giờ có thể là bước trả đòn đến từ EDG. Langui sử dụng chiêu cuối rồi, Golden Kai bị vô sát thương, Golden Kai vẫn chưa bị hạ gục. Trong khi đó thì KD lao lên chém và kết hợp sát thương đến từ vị trí của Eren. Và đội hình của EDG tan vỡ. Họ không thành công hạ gục được xạ thủ Golden Kai, và họ còn phải bỏ lại đến 2 điểm hạ gục trong pha thi đấu này. Tính việc là bạn có thêm một con Ezreal 605 với lại 2 trang bị rưỡi, và người đang được chọn là Sáu Trang bật luôn cho mình chiến cuối, nhưng bị nhốt lại bởi tối hậu thư, và Sáu Trang gục ngã lần thứ 3. Cắt gì so với con Yasuo nằm tay của Yu. Hắc ám soi rọi được bắn ra và phát hiện G2B đang có rất nhiều người ở đây. Rò đang bắt đầu lao vào, ta chống chịu rất nhiều sát thương ở tuyến trước. Langui là người đầu tiên hy sinh trong đội hình của EDG ở trong pha thi đấu này, và G2B đang khóa Senna Nautilus và con Aatrox, và chưa kể đến việc là con Yone cũng được KD sử dụng nữa. Và bây giờ đúng như tôi nói, họ tìm được vào KD, nhưng em ấy có tối ưu thư, đoạt mình được hai người trong đó lại cơ Alone, và 0711 gục ngã. Alone đang không được bắn, double kill cho KD, và Yu vẫn đang cố gắng chăn trối ngược lại nhưng ta không có sát thương. Và Ro vẫn đang bi, họ đang gõ cửa nhà khi ADG rồi. KD lại lao vào một lần nữa, nhưng ta có đoạt mình, à không, anh ta có xuất hồn, chắc chắn là rút về an toàn. Và Yu và Sảo Trang đang không có bài toán nào để giải cả. Sảo Trang bật chiêu cuối lên để về, và 2-1 cho G2B. Chiến thắng trong ván thi đấu bản lề dành cho EDG. Nhưng cái vấn đề là khác ở ván đấu vừa rồi. Lần này đây thì họ bổ sung một công cụ để mở, họ có hai cái hất tung đến từ Langui và 0711. Và cả hai bên đều đang tránh mắt đi cái sai lầm không đáng có. Và đường trên có đánh nhau, người được chọn đang là EB. Bật luôn cho mình tối hậu thư, nhưng ta không chạy được, anh ta vẫn ôi.
vẫn về được với một cú đua dây móc của mình. Và Aaron đã tới, KD cũng đã tới, sao chen túc miệng đi vào một vụ điệu cá sấu tuyệt vời. Chiến công đầu đã có cho EDG, và đây là một đổi một mà thôi. Cùng dưới thì là có đánh nhau, và con Senna của Golden Kai lại nằm xuống. Alone được free shot, Ata đang được bắn và có chiêu cuối, nhưng do là 071 đang có quyền kiểm soát. Hai bên đang chia mục tiêu ra, nhưng ngược trở lại phía trên thì sao? Len Gui lao vào trước, cố trăng trôi đến từ Yu, Ata chọn mục tiêu là Golden Kai. Golden Kai gục ngã rồi, và do Ata đang bị cô lập ngược trở lại. Sát thương đến từ Yu là có, Ata lao vào tìm kiếm được Aaron, và Hanta đang muốn kiểm soát được mình con sứ giả, nhưng nó được nằm trong tay của KD. Họ đang cố gắng để về. Len Gui thấp máu ngược trở lại, Aaron lao qua hạ gục được Alone. Yu vẫn đang cố gắng chém, dê được gọi ra, nó nhắm trúng được hai người, trong đó có Yu. Yu vẫn đang cố gắng giữ chân được Ro vẫn đang không về được, và Len Gui giữ chân thêm một người, đó là con Akali của Aaron, và đang liên tục giao tranh đến từ đội hình của EDG. Aaron không còn cách nào để giao tranh nữa, Ata buộc phải dùng phi tiêu của mình để lui về, nhưng đây vẫn là lợi. Yu lấy được trụ, Aaron thì chỉ có thể ở lại farm lính mà thôi. Trong khi đó thì EDG đang có 3 người ở đây. Lực lượng phòng thủ của C2 Blacklist chỉ là 2 người thôi. Lan Gui đang gây áp lực với con Alista của Ata, trụ được phá tấn công. Sảo Trang lao vào, làm choáng ở vị trí KD có cú nhảy phải của mình. Lại pha phản công của C2B, và Sảo Trang mặc dù vẫn còn thần cá sấu nhưng ta cũng đã phải hy sinh. Khởi động rồng, họ biết rằng đối phương không có tầm nhìn, và họ tìm được Yu. Yu bắt đầu kiếm góc để có thể tìm đường để chăn chối ngược trở lại bằng một cú hất tung được hai người. Yu lao thẳng vào tìm được EB, nhưng cú chăn chối này nó không có nhiều sát thương cho lắm. Hai bên đang đánh nhau, và vị trí của EDG đang cố gắng chèn lên double kill gắt cho Lan Gui. Aaron đang buộc phải lui về, và vị trí của Golden Kai cũng nằm xuống. Aaron bắt đầu được bổ, anh ta đang được chơi triple kill cho Lan Gui. Cái gì đang xảy ra thế này? Và tự nhiên đâu một con Alista có 3 điểm hạ gục đối phương thì tôi không biết. Tôi không hiểu thông tin này, và với việc đánh hạt soi sáng đã có, nhưng đó là Baron cho EDG. Rồi, hơn tiền và có cả Baron. Lan Gui là người bị giữ chân lại, anh ta có hất tung, anh ta bật bất khuất lên, bị dính tối thương, hất tung được 3 người, nhưng Yu không dùng trăn trối. Dê được gọi ra, Lan Gui gục ngã, dê được trúng, nó không trúng vào đó là Yu, nhưng Yu bấm đồng hồ, Yu ở trong vòng tay của các đối thủ đến từ G2B, và sau đó là Yu gục ngã double kill dành cho Aaron. Rồng này bắt buộc G2B sẽ phải sở hữu nó nếu không muốn vô lợi linh hồn rồng rơi vào tay của đối thủ. Giao tranh đã bắt đầu, và KD nhảy vào người của Yu. Yu đang phải chống chịu sát thương mà không còn Yu ở trên bản đồ nữa. Giao tranh xảy ra ở hai nơi. Tiếp tục là những cú nhảy của KD tìm vào được vị trí của 741. 741 mốc ơi, những cú nhảy của KD đã quá chất lượng, nhưng cú nhảy này lại là sai rồi. Và KD đã phải là bản điểm số. Lan Gui vẫn còn trên bản đồ, và đặc biệt là Alone đang được bắn. Alone có điện đặt đỉnh điểm, và ta đang bắn từ đầu đến cuối ở trong pha giao tranh này. Về đang đứng trên tầng đối phương, AB gục ngã rồi, và EDG đang muốn tràn lên. Họ đang hơn người, Alone vào vị trí bắt đầu gây sát thương vào, nhưng ta mất quá nhiều máu đến từ con Senna của Golden Kai, và mất đi xạ thủ thì EDG không còn cơ để đánh nhau với đối phương nữa. Với cả khoảng KD cùng với Alone đều đã phạm sai lầm trong tình huống thi đấu này, nhưng đây là rồng 3 đã được ăn đi nửa máu rồi, nhưng G2B cũng đã đến kịp một cú xung kích bóng chạy. Trăng trối của Yasuo ở đây của Yu cũng đã được kích hoạt. Rồng 3 thuộc về cho ai? Rồng 3 thuộc về cho C2B. Họ ngắt thành công mặt rồng bên phía đối phương. KD đang có rất nhiều những mục tiêu yếu máu trước mặt anh ta để ta có thể cào một cú nhảy nữa. Và KD đoạt bằng thành công được Yu. Và bây giờ thì C2B có 5 người trên bản đồ, và họ chắc hơn là G2B đang co cụm lại với 5 người, và họ chắc chắn lấy được trụ đường giữa. Và Eme là thẳng vào tim được Alone rồi. Alone bấm đồng hồ cầu giờ. G2B đang tràn lên. Lan Gui mém một tí nữa là ta đi, nhưng ta chỉ hạ gục được một người là vị trí của em mà thôi. Mà như vậy tạm thời là sẽ không end được game dành cho G2B. Hồi để cho DC kiểm soát ngược lại Baron hay chăng? Aaron đang đứng ở một cái góc mà không ai của DC phát hiện ra anh ta cả. Và bây giờ thì G2B sẽ có thể quấy phá đối phương ở trong rồi, này. Aaron lao vào ngay lập tức là sốc chết được Alone. Mục tiêu tối thượng của G2B đã có, đó là xạ thủ của đối phương không còn trên bản đồ nữa. Tiếp tục như pha bay múa của Alone, quá ảo diệu. Và G2B đang đánh ở thế yếu, thiếu người, nhưng họ đang đánh một cách rất triệt để. Liên tiếp là những pha lao vào đến từ Aaron cùng với KD. Tiếp tục là những cú đẩy đến từ KD, nhưng bây giờ thì Yu đã kích hoạt được trang trôi. KD bấm đồng hồ để có thể câu giờ. Đội hình của G2B tập trung ngược trở lại, và đó là một pha quét giờ dành cho G2B. Chỉ còn một mình Sảo Trang trên bản đồ thôi. Chưa có Thiên Vương Duy để có thể đẩy thẳng nhà chính bên phía của đối phương. Sảo Trang cố gắng dọn lên từ xa, nhưng ta đang bị tấn công bởi cả 4 người của bên phía G2B. Và có lẽ là Sảo Trang không còn trên bản đồ nữa, và sẽ là chiến thắng dành cho G2B. 3-1 cho đội tuyển đến từ Philippines.